Thầy đi con sọt Seoul lần này thầy có mua được gì không ạ? À? Vì em nghe nói xếp hàng cạnh tranh lắm. Ừ thì thật sự là cái chuyến đi Seoul lần này của mình đó là 5 ngày 4 đêm, nhưng mà nó tất bật thật sự luôn á mọi người. Tại vì nó là cái chuyến đi đu idol với bao nhiêu tâm huyết của mình, và nó đã đi đến chặng cuối á. Mình vừa phải mang rất là nhiều hành lý cá nhân qua, ví dụ như là nón lá nè, ví dụ như là kẹp bó gốc nè, rồi qua tặng cho các bạn VIP Links và các bạn Link quốc tế nè. Chưa kể tới cái việc là còn phải sốt sắng chạy đi tìm đồ, tìm cấu bông như thế này để làm cái bộ trang phục ngày thứ hai, để mà họ có thể giản dị và hướng nội cùng với Phạm Hoài nữa. Nên là tiếc ơi là tiếc luôn, mình không thể nào mà có kịp thời gian để mà họ có thể đi xếp hàng và mua bất kỳ cái món gì luôn á. Mình buồn lắm, mình chỉ mua được có nhiêu đây thôi, không kịp mua gì luôn á mọi người. Thật sự thời gian quá gấp rút, mình không kịp mua một cái gì hết, buồn quá. Concert cuối rồi mà chỉ mua được có nhiêu đây à. Một người cái ngày mà đi pop up á, đã không được gặp Jisoo với lại Rose rồi mà còn không có mua được gì hết. Đi pop up á thì xếp hàng gần 3 tiếng luôn mà được có mấy cái áo thun à, được cái gối, cái tim, cái nón, cái mũ len với cái móc khóa à, chứ được tặng thêm cái túi à. Còn đi ra sân vận động á thì phải xếp hàng 2 ngày luôn, một ngày xếp hàng 5 tiếng, ngày cuối cùng á thì xếp hàng 3 tiếng. Xếp hàng á thì đã lâu rồi, tới lượt mình á thì những cái món mà mình muốn mua nó đều hết sạch sành sanh luôn mọi người, không còn một cái gì luôn á. Nên là hả, chỉ mua được có chút xíu à, được có mấy cái áo thun thôi, mấy cái cuốn photo package, một ít The Girls nè, đi ra YG Place lượm thêm mấy cái này nữa, gửi cuốn photo binder này nè, một set kẹt duy nhất còn sót lại của Jisoo. Tôi muốn mua Lisa, Jennie, Rose nữa mà hết rồi. Rồi thêm ít đồ đựng lightstick nữa nè, nhưng mà chỉ còn cái vơ của Lisa thôi. Bà nào mà có Rose, Jennie, Jisoo nhớ hú tôi nha. Ra sân đã xếp hàng nóng nực bực bội cả ngày rồi hả, mà còn được tặng quà nữa. Mấy bà coi quà nè, là hai cái cuồng băng dính Blackpink Bonfin, nhất cái nách mấy bà ơi. Nắng nôi rồi còn được thêm mấy cái quà này nữa, bực bội ghê á. Được tặng quà cái này nữa, rồi còn quà này nữa chứ. Ôi bay ơi ông cố ơi, bay ơi bay ơi bay ơi ông cố ơi, trời ơi bay ơi. Trời đi, nắng nôi nó không có được cái gì hết á. Thật sự luôn, rất là buồn luôn á, rất là chán luôn á. Với thêm được mấy cái đựng photo card này nữa thôi à. Trời ơi, lúc mà tôi coi cái hình tôi tưởng là cái Mikago thiệt, mua về để hát karaoke nha mấy bà. Nè, cái cuối cùng lúc mà đứng nhận hàng á, cái tôi khờ luôn mấy bà. Nó ra hai cái mic để gắn lên áo. Ok rồi em, đợi đó tôi mặc đi phải em đi làm MC đi dẫn chương trình đi dạy nha. Tôi gắn lên áo nha. Với cũng có tranh thủ đi qua YG Place hốt được mấy em này, cái cuốn binder này siêu xinh luôn mọi người, dây đeo cạc siêu xịn này nữa, với lại thêm một ít móc khóa ở YG Place nữa. Nhưng mà vẫn chưa có em Rose, ai có em Rose hú tôi nha. Những em này bây giờ đang cực kỳ hot luôn. Từ lúc mà em Rose mặc cái quần gấu bông á là những em này trở nên cực kỳ hot luôn. Tôi phải đi tổng cộng 4 chỗ mới mua được có 3 em thôi. Vẫn bị thiếu em Rose. Ai mà có dư em Rose nhớ hú tôi nha. Cái bộ quần áo để thay đồ cho mấy em dance thế này mấy bà. Cưng xỉu. Nhưng mà chưa có don Rose sao thay. Đó, nói chung là tôi không có kịp gom gì hết đó, chán lắm.